bám, leo trèo, đầu trần, chân rét tổ ong. Đó là những gì đang hiện hữu trên công trường xây dựng cầu vượt đường sắt Xuân Phương do Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 21 Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiến Hưng thực hiện. Mặc dù đã được quy định rất rõ về điều kiện đảm bảo an toàn lao động tại các công trường xây dựng, thế nhưng tại công trường xây dựng cầu vượt đường sắt Xuân Phương do Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 21 Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiến Hưng thực hiện lại có rất nhiều bất cập về vấn đề đảm bảo an toàn lao động. Cụ thể, chiều ngày 4 tháng 12, có mặt tại công trường xây dựng cầu vượt đường sắt Xuân Phương, phóng viên báo điện tử Dân Sinh đã ghi nhận được những hình ảnh công nhân đang làm xiếc trên công trường ở đây. Không có lưới quay quanh công trình xây dựng, công nhân thì đu bám để hàn cắt, lên xuống mố cầu bằng thang tự chế. Ở một vị trí khác, một công nhân ngồi vắt vẻo trên một thanh dầm đang được cầu lên trụ cao hàng chục mét như thế này. Theo như quan sát, thì xung quanh công trường cũng không hề treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn để phòng tai nạn, ban đêm phải có đèn tín hiệu. Theo đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 21 Thăng Long, thì công trường xây dựng này gồm nhiều đơn vị, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiến Hưng đang thi công phần dầm mặt cầu, còn Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 21 Thăng Long thi công phần trụ cầu. Trao đổi về vấn đề an toàn lao động trên công trường này với đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 21 Thăng Long, ông này cho biết đã yêu cầu chỉ huy công trường đôn đốc đảm bảo an toàn tại công trường. Công ty có cả chi phí về việc đảm bảo an toàn nhưng chắc do công nhân tranh thủ và còn chủ quan khi triển khai thi công một vài điểm hàn. Phía công ty cũng thường xuyên tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho công nhân. Việc đảm bảo an toàn lao động thường xuyên được quan tâm và quán triệt tới từng công nhân. Vị đại diện này hứa sẽ nhắc nhở anh em khắc phục và hoàn thiện đảm bảo an toàn ngay. Cho tới tối ngày 9 tháng 12, phóng viên vẫn ghi nhận được hình ảnh công nhân vẫn đang làm xiếc ở công trường, được cho là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiến Hưng đang thi công. Một công nhân vẫn liều mình đu bám sợi cáp để trượt từ trên xuống như thế này. Việc triển khai nhanh để đảm bảo thi công đúng tiến độ cũng là một việc cần thiết. Nhưng thiết nghĩ các công nhân nên tự ý thức về việc đảm bảo an toàn cho mình để không xảy ra những trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc.